Rồi hello, xin chào bạn đến với kênh QT CEO của Trung ha. Bữa nay Trung sẽ tiếp tục giao lưu những cây mai dạo Thủ Đức 9-12 các bạn. Bữa nay là mùng 1 tây đầu tháng ha. Thì Trung sẽ làm cái giới giá khuyến mại các bạn những cái cây mai nói chung là gốc đẹp, cây khỏe mạnh, tàn đẹp, như đặc biệt là bông bự. Cái cây trước mặt của bạn thì Trung cũng sẽ làm cái lô này là sẽ 400.000 một cây. Chưa có tiền ship. Thì tiền ship thì 70 à, 70 một cây ha. Hai cây thì khoảng 80.000. Anh em mình lấy hai cây thì chỉ có 80.000 ship thôi, là nó sẽ ra tổng cộng là 880.000 ha. Thì anh em mình sẽ được hai sở hữu hai cây mai. Cái cây trước mặt bạn thì một con hình thú nhìn rất đẹp, gốc ok luôn. Nhưng điều nó có cái lỗi trên đầu đây, tại do nó có bông mà, nên chúng đem lên trước ha. Đây như anh em thấy nó đang kéo rất đỏ ha. Thì nói chung là cái này không sao, bằng tại trời mưa thôi, nó không có cái đó là không ảnh hưởng gì tới cái cây hết. Những cái phổi này và những cái lỗi đó là hồi xưa bạn, một cái gốc bạn thấy gốc rất bự, là rất già, rất đẹp luôn. Tại cái cây này, cái bông này thì nay nó nở ngày thứ hai thứ ba rồi, nó mới đã mắc nhị rồi bạn, mắc nhị rồi. Nhưng anh em thấy cánh này không, đó thì mắc nhị, nói chung là bông cũng gần tàn này, cũng gần rớt rồi. Nhưng điều chúng thấy cái bông nó rất bự nên chúng để luôn cái bông quay cho anh em. Thì bảo vệ chúng nói ba mai của chúng là mai bông bự thì các bạn về các bạn chỉ Tết thì các bạn sẽ biết thôi. Ở đây mà anh em mình chung bao, và chúng sẽ bán cái giá 400.000 là bao bạn giá rẻ nhất thị trường luôn. Đó, giờ bao mai thì bao đẹp ha, bao đẹp bao sung luôn. Cây này thì hoành được 12 phân, bạn thấy gốc bự ha, hoành 12. Còn chiều cao của em này thì được 50 ha. Rồi cây này là cây đầu tiên là V46 ha. Bạn thấy anh ta. Nói chung là cái những cây này chung đã có nhiều cây chúng ta sửa tàn, nói chung là sửa sơ thôi bạn, sửa sơ cho nó dễ coi thôi, chứ thật tế còn nhiều tàn không sửa. Đọt non thì cũng đang ra, bạn thấy đọt non thì cây này là cái đọt đã đứng cái đọt ha, thì đang ra cái đọt thứ hai, thì anh em chỉ đợi nó ra thôi. Đó thì còn những cái cành dư này bạn, cành dư trong này cũng chung cũng chưa có cắt gì hết, để bùm xùm mì bơi xài đó cho anh em mình. Về anh em mình sẽ sửa theo ý của anh em mình ha. Sao nó xéo thì ta xéo đó. Thì anh em thấy cái cây mai không? Cái mai thì mình thấy nó bự chà bá vậy rồi, thì mình về mình chơi theo cái ý mình thì mình sẽ sửa theo ý mình, nó sẽ đẹp hơn. Còn như chung đây, nếu chung sửa sẵn hết nó ra dáng ra tàn ra cành hết thì anh em về không có chuyện làm đó. Thì cây mai bạn đó, nói chung là sửa cho nó tròn tàn thôi, anh em về anh em sẽ làm thêm ha. Rồi cây này là cây đầu tiên của chung, có mã số là V46, dưới giá là 400.000 một cây. Chưa có tiền ship nha bạn. Bữa nay đầu tháng chung cũng muốn làm cái lô thật là rẻ, cây thật là đẹp để chung bán cho nó ngon lành nguyên cả tháng thôi. Thì anh chung làm giá khuyến mãi luôn ha. Cái lô này là cái lô 500 bộ hẩm chung làm á, chứ không phải là cái lô chung một lô ha. Rồi cây này là cây thứ hai. Cây thứ hai này cũng là một cây hình thú này, bạn thấy là cây hình thú nè. Đó nhìn cũng rất đẹp ha. Những cái gốc này thì chung chưa có môi lên đâu. Cây này thì nó cũng có lỗi sơ bạn, có lỗi sơ cái loại rải nữa ha. Ở trên này thì có người ta cũng đã bít lên. Đây. Anh em thấy. Đó cái người ta bít lỗi này thì cái nào bít thì chung sẽ nó bít nè. Đó còn dưới này anh em thấy gần gốc nè ha. Gần gốc thì quá ok luôn. Đó, y như dạng mũ xù vậy ha. Đó, còn bộ đế dưới đây thì còn y nguyên, chung chưa mau lên đây ha. Đó. Rồi cây này là cây V47 ha. Nói chung là chỉ có hai cây đầu này là nó hơi lỗi thôi, mà điều cái gốc nó đẹp quá thì nên chung đem lên hai cây đầu. Còn những cái cây kia thì chắc hoàn toàn thì không có lỗi đâu bạn. Mà cây này thì gốc cũng bự mà, gốc chà bá không. Rồi hình thú nằm thì nó chung cũng đẹp mà. Cây này hoành được 16 năm rồi mà, bạn thấy không? 16 năm ha. Dàn lá thì bạn thấy một cùng một loại giống, một giống ha. Thì lá nào lóc bao lá bự thì bao bạn bông bự bông thơm ha. Cây này là chiều cao em nó được 43 ha. Rồi cây này cây V47 bạn. Đây bạn thấy nè. Đó, một cái này là hai cây tàn, một tàn đứng dựng lên ha, tàn đứng thì chi đủ ha. Còn tàn bay thì cũng cắt sung. Đó, tàn bay là cái lá này, mà thấy lá này mướt mượt. Lá nhìn là muốn cuốn trái ăn luôn. Đó, đọt non này đang ra, cây này thì nay mình chăm sóc nói chung là bình thường đơn giản thôi, thì Tết nó cũng là một cái cây mai chà bá rồi. Quan trọng là cái gốc nó bự, nó đủ cái lực nó để nuôi cái dàn tàn mà. Chứ nếu mà gốc nhỏ bằng tay út tay cái thì nó hơi yếu, nó không đủ nuôi tàn. Còn cái gốc bự thì anh em mình chăm sóc rất, nói chung là rất dễ chăm sóc. Dàn lá thôi, lá ok ha. Rồi cây này là cây V47 ha. V47 ha, cũng là giá 400 ha. Nói chung là chung bán cái giá anh em là thì gọi là giá siêu rẻ rồi. Thì chung một cây chung chỉ giờ là vài chục thôi, chứ không phải là nhiều. Nên anh em mình mua thì ủng hộ chung ha. Kêu bác chung đây, bạn thấy thằng cái cây này và cái gốc đó, gốc rất đẹp mà, gốc ok. Còn cây này thì hoàn toàn không lỗi ha, bộ ghép đang kéo rất đỏ đây. Những cây này là đã ghép nhiều năm rồi bạn, người ta đã cho Tết là bán Tết nhiều năm rồi, người ta bấm tàn là bạn thì bấm tàn là bạn, chúng cho bạn xem cái video bấm tàn ha. Đó, người ta đã mình hay dám hy sinh bạn, cái tàn cho bá cái này bạn, không cái dấu cho bá này, người ta đã bấm sát xuống lục trời, chỉ có một lóng tay thôi, cho nó ra cành chi lại cho nó đều lại. Đó thì anh em thấy những cái mai này thì người ta đã cho Tết xong rồi, người ta bấm lại làm lại cho nó đẹp tàn.
là do những cây này hồi xưa nói chung nó hơi thiếu tàn mà người ta lại bấm là người ta nuôi mới có 4 tháng mà thay ban ok ha. Cây này chiều hoành nó được 12 mới 4 tháng mà tàn cành là tròn rồi, thì các bạn nghĩ bây giờ tới tháng 7 tháng 8 thì tháng 8 tháng 9 rồi mai vẫn còn vượt đọt vẫn còn bự cành các bạn, chứ không phải là tới tháng 7 mình bỏ lăn vô là nó hết ha. 50 chiều cao được 51 ha. Đó thì mình chăm sóc chỉ là đơn giản bình thường thôi, thì giờ tới thì ít ra cái nhánh này cũng bự vậy ha. Còn những cái nhánh này mà nó vượt như vậy nè thì đây mình nên bấm chặn lại, tại cái này là chưa có bấm được ngọn mà chưa bấm ngọn mình vẫn ra nách bình thường thôi. Anh em mình sẽ bấm chặn lại, bấm chặn nhánh này lại cho nó nói chung là cho nó đều tàn lên dễ coi, chứ còn để nó vượt vậy thì nó sẽ ép với nhánh kia. Đó thì cái đó là cái nguyên tắc trồng mai ha, mà trồng mà thấy cái gốc để chung là sửa camera cho nó vô đây tí xíu, camera nó xa hoài quá nó chá nên họ mới tàn. Mình làm ăn mình phải cho trên chỉ đâu đó chứ ra rõ ràng chính xác mà chính xác ha. Anh em mình nhìn thấy rõ ràng cây mai mình muốn mua cây mai nói chung là 400.000 cũng là tiền mà này cũng là tiền ha, nó rẻ thì cũng là tiền, nên mà mình chịu làm mình mua cây nào mà nó vừa ý thì mình giàu cho gì một vài triệu nó mình sẽ thấy nó vẫn bình thường, nó vẫn rẻ. Còn cây nào mà mình mua mình hàng gì mình không vừa ý thì nói chung nó hơi buồn thôi, nên chung muốn làm cho thật kỹ thật rõ thật là chính xác. Nên những cây có lỗi chung sẽ nói có lỗi, những cây không lỗi chung sẽ nói không lỗi, những cây đẹp chung sẽ nói đẹp đó. Những cây này bạn thấy khỏi cần chơi gốc càng sàn sù rất già đó, thì dạy cho anh em mình dễ lên vợ mà lừa dễ mua ha. Nè, anh em thấy không, gốc hoàn toàn không lỗi ha, bao ghép này em đang kéo rất đỏ ha. Đó thì lá cành bự bấm sau, nói chung là mình muốn bán thì mình phải vậy thôi bạn. Rồi tới cây V49 ha. V49 đó mà thấy nè, những cây này nó gốc nó nhỏ thôi mà thấy cái hình cũng là hình thú ha. Đó, cái được đẹp rất cực kỳ luôn. Cái bo ghép thì chung nói các bạn bo ghép thì bự hơn tay cái chung rất nhiều, nhưng điều người ta ra quyết định bấm mà bấm chừa là một lóng tay thì để nuôi tàn lại. Thì anh em thấy như vậy thì đã mới 4 tháng mà anh em thấy tàn dược, họ đã bấm chặn mấy lần rồi thì tính nó sung có đó, thì anh em cứ yên tâm mà không chăm sóc ha, tại bộ đế mà để rất khỏe. Cái này thì gần liền cốt luôn ạ, cái điều nó sùm xè quá chung không thấy mà thấy mặt nào cũng đẹp ha. Đây chung dở cái này lên cho mình xem, bộ lá thì các bạn khỏi chơi ha, bộ lá thì ok nè, nên là gần liền cốt luôn ạ, gần liền cốt luôn ha. Hoàn toàn không có lỗi mà cái này ok ha, có lỗi không ta, để chúng coi kỹ cái này gì tới nhà anh em hô ok này, cái này ok bạn, cái này không sao, như có lỗi không ta, không bạn. Rồi cái này là ba, cái này là V49 bạn, nhìn dàn lá tàn rất sung ha, rất mạnh luôn. Đó, nhìn coi một con hình thú, cái đuôi này có cái đuôi lồi lên mà bị cục rồi, bị nào chặt rồi. Còn ở dưới đây thì bạn thấy còn giò nè, tại nếu mà chúng môi lên là đây có cái giò, đây có giò nè. Nếu mà chúng môi lên cho bạn xem thì nó sẽ bự mà thôi, để y vậy ha, y vậy mình giao lưu y vậy chứ dễ hơn. Đó, anh em thấy dàn lá làng tàn rất sung ha. Rồi cây này là V49 để chúng đo thân thông số cây này luôn. Cây này thì quán hai cọng kẽm, chúng đo luôn hai cọng kẽm nha. Nghèo quá chưa mua nổi cái thước nữa đây, thước sách rồi. Hoành được 11 à, 11 là tính luôn hai cọng kẽm mà, tính luôn hai cọng kẽm ha. Nói chung hai cọng kẽm mình quán sát vô thì đo nó cũng không như bạn, mình chúng đo thì anh em cứ đo lại thôi, thoải mái ha. Chiều cao được 40. Vì anh em mình nhảy cứ đo lại. Các bạn thấy gốc nè, gốc rất già rất đẹp nè, thấy chưa? Anh em nhìn gốc ha. Đó, bên đây còn rễ bên đây nè, đó này rễ ha. Đó rễ dưới nè, hoàn toàn không lỗi mà. Ok ha. Rồi cây này là cây V49 nè. Bữa nay chúng sẽ làm giá khuyến mãi luôn, giá thật là rẻ cho nên mình có cây mai siêu tầm, có cây mai chơi Tết, có cây mai mình tập mình chơi, mình tập mình chăm. Đó, mình chăm được cây mai này là ok, mình có quyền mình mua cây mai 4 triệu bình thường. Mình chơi, còn mình chăm cái mai này không được thì mình đừng nên mua cái mai 4 triệu. Tại cái mai 400 mình chăm nó đạt yêu cầu là mình chăm cái mai 4 triệu là mình có đã biết cái công thức cơ bản chăm rồi, là mình không có sợ nó bạc, không sợ nó chết ha. Mà mai của chúng thì rất dễ chăm, các bạn thấy bộ đế nè. Cho bạn xem. Bộ đế vừa rải là người ta làm một cái kiểu cục rất cứng luôn, đấy cây nào như cái nấy ha. Chung mà cái này là chung gửi là chung sẽ bó cái bầu ha. Và chung cho theo một mớ giá thải trong đây sẵn này, anh em về mua cái chậu ba tắc như chung vậy. Và bỏ vô vậy thôi. Bỏ vô vậy là xong, là không cần làm gì hết. Rồi khoảng một tuần lấy sau cái anh em mình tưới cho nó tí xíu N3. Cái điều mà anh em chung mà gửi xa đó, gửi xa thì anh em mình để trong mát ngày 2 ngày, còn nếu mà gửi gần phải trong vòng 1-2 ngày tới thì anh em mình để luôn ngoài nắng luôn, không cần phải đem vô mát làm gì. Rồi cây này là cây V49 ha. Rồi tới cây V50 là một cây siêu lùng lực bạn. Siêu lùng lực và siêu bự siêu đẹp luôn. Họ không biết có lỗi không? Ok, không có lỗi luôn. Gốc nha, gốc mà thấy gốc một con hình thú ha. Đó thì những cái gốc mai chung thì nói chung là gốc mai chung thì chắc không giống gốc mai của ai hết rồi. Nhìn nó khác hết, nó khác thật là khác. Và không có ai dám chơi như chung là bấm chừa là một lóng tay để cho nó ra cành lại nuôi cành lại đâu. Người ta để là nó phải 8-9 tắc là bạn. Nhưng mà điều mình bấm lại như vậy nó sẽ nuôi lại nó sẽ tròn cành hơn. Cái này thì quanh được 13 rồi bạn. Những cái gốc này thì nói chung là nó rất già rồi, cảm giác là như nó muốn xù hết rồi, nhưng điều chung không có nó xù. Tại chừng là những gốc nào mà nó xù thật sự chung mới nói nó xù ha. Còn những gốc này là tương lai xù thôi, tương lai xù thì anh em về chơi.
Anh em thấy này, đây có cái rải này không? Đây rải bự, hai cái rải xuống, nếu mà chung nhổ lên là nó sẽ bố 2 giò sau, 2 giò trước là ok quá rồi. Đó, để đây giò trước nè. Mình đều thôi mình để gì bạn? Để gì nha. Mình để cho anh em dễ chăm. À, anh em mà mới tập chơi thì nói chung mình ăn gốc cao quá thì hơi khó chăm bạn, thì khó chăm vì người ta già vườn thì chăm rất đơn giản rồi. Nhưng anh em mình mới tập chơi thì khó chăm. À, chiều cao được 14 nên chung muốn để y nguyên vậy ha. Y nguyên cho anh em về cho vậy dễ chăm. À, chung chỉ gửi đi bây giờ chung gửi đi bó cái bầu cho bạn. Cho thì bạn mới có thể bạn gì bạn lót thì mới dưới. Cái bạn thả cái này qua một bên, ha, thả qua một bên cái bạn nhét dành nó là xong. Đó là vậy là chơi thôi. Không cần phải làm gì hết ha. Ở cây này cây V50 ha. Rồi cây V50, một cái gốc hình thú rất ok luôn. Chưa tàn chưa đều luôn ha. Rồi tới cây V51 thì nó có cái lỗi sơ bạn, cái lỗi sơ thì nói chung cái lỗi này là mình không quan trọng ha. Lỗi là nè, bạn thấy cái lỗi đây sơ nè. Ở trên đây thì hoàn toàn 4 giò ngon mà, em thấy không? 4 giò trên này không lỗi ha. Nó nhìn thì đẹp nè. Nè, dưới đây có lỗi sơ dưới rải này thì chung nói với bạn thôi. Chứ thực tế chung không nói thì các bạn cũng không để ý. Đây, cái nó nói chung là nó nằm ngoài bạn, không phải nằm trong đâu. Đó, rất đơn giản bình thường thôi, không có gì hết. Một cái con hình thú nhìn cũng chung cũng là ok bạn. Đó, nhìn thấy không? Nhìn cũng đẹp ha. Nhỏ xinh xinh thôi. Rồi, chúng sẽ đo thông số cái cây V51 ha. Rồi mưa đắng luôn rồi. Chỗ chung đang mưa mới cho một chỗ của bạn, các bạn có ai ai mưa ta? Chỗ chung mưa dầm từ sáng giờ. Mới ra làm được đây. Hoành được gần 10 phân bằng 9 phân 9 ha. Rồi chiều cao cái em này thì được 30 thôi. Đó. Rồi cây một cây vàng tàn rất tròn luôn. Anh em thấy nè. Chi đồ đều bạn. Điều chi ha. Rồi cái này cây V51 ha. Nhìn cũng rất ok, tại nhà chung đây là mới mưa xong dơ bạn. Nước không? Nước nhảy lên. Dơ thì lá ok ha. Rồi cây V51. Rồi tới một cây V52. Một cây hoàn toàn V52 hoàn toàn không có lỗi bạn. Một cái gốc này hình nằm ha. Hình nằm rất đẹp đây. Anh em thấy không? Đó, quá trời một cục trời bá luôn. Đây, bên đây nè. Trên bộ ghép thì anh em thấy nè. Đang kéo rất đỏ nè ha. Đó ha. Đang kéo rất đỏ luôn ha. Ý gì cái con gì đang nằm đây. Đó, nhìn gốc rất đẹp ha. Những cái gốc này thì nói chung là cái giá 400.000 là thật tới là rẻ nhất thị trường rồi bạn, không còn giá nào rẻ hơn giá này đâu. Cho các bạn đi vô nhà luôn, cả nhà vườn các bạn mua luôn cũng không được giá này đâu ha. Cây này là hoành được 10 lấy 5 bạn. Những cái mai các bạn không tin các bạn cứ đi về chỗ nhà vườn thôi, trồng mai số lượng nhiều thôi, số lượng mà vài ngàn chục ngàn gốc á, chứ đừng nói là vài ngàn gốc ha, vài chục ngàn thì người ta trồng cả mấy chục mẫu á, bạn vô bạn hỏi thứ coi cái giá là bạn sẽ biết liền. Không phải là chung bán như mai rẻ, mà chung bán rẻ là tại chung nhập được cái chỗ rẻ thì anh em mình giao lưu nhau rẻ thôi. Nói chung là thực tế là nó vậy bạn. Mình bán mình chỉ là vài chục ngàn cây, chứ muốn nói mà là nhiều thì cũng được thôi, nhưng điều mình bán cái số lượng nhiều ạ. Cây 37 ha, chiều cao được 37. Các bạn tính đi một cây một lần một cây, các bạn lời 50 ha. Một tháng các bạn bán được 1000 cây thì các bạn sẽ lời được cũng hơi khá rồi. Còn nếu mà một cây mà các bạn lời 200 một tháng, các bạn đã bán được 100 cây cũng đâu có nhiêu tiền. Nên chung đa số là chúng muốn bán cái số lượng nhiều. Đó, nên mình lời nhiều mình kéo lại thì mình vậy nó vui rồi. Và cây này là cây V52 ha. Các bạn thấy không? Vàng tàn rất đẹp ha. Tình trạng là mai lá sung thì các bạn không yên tâm, chung dám bảo đảm mà mai rất sung rất mạnh luôn. Bộ đế thì các bạn muốn cây nào chung ngẫu các bạn lên cây coi, các bạn coi cho đó nè. Rẫy mình rẫy nè bạn, thấy không? Mong muốn cái nào thì chung nhổ cho cái đó. Nói chung là bộ rẫy chăm thì các bạn cứ yên tâm, rất hoàn toàn cái mai rất khỏe mạnh luôn. Mà muốn nhổ đi đâu thì nhổ bạn, nhổ gì thì mình nhổ buồn mình nhổ cầm cái mai đi chơi xong gì bỏ chậu rồi trồng tiếp bạn. Buồn mình nhổ cái mai ha, nhổ mai mình cầm đi chơi đã cái hồi quay gì mình bỏ vô chậu trồng tiếp là không sao hết. Còn cây này là cây V40 53 ha. Đó, V53 là một cái cây gốc nhỏ thôi nhưng cũng đây đẹp bạn, đẹp ha. Y như cái con rồng nằm lượn đây cuốn xuống ngay có cái đuôi nhìn lên y nằm dưới nước bạn, nhìn cũng hơi là lạ ha. Tàn cành thì tròn ok hết rồi. Chúng sẽ đo thông số cành luôn, cây này nó hơi nhỏ mà để mình đo luôn ha. Đây cây này thì hoành nó được 7 phân rưỡi bạn, có con kẽm khó rồi chúng tôi trồng con kẽm như vậy. Đây được 8 phân chứ, hoành được 8 phân ha. Rồi tàn cành thì tròn đều ok, chiều cao của em nó thì được 41 ha. Đó, còn thấy nè cành tàn ok đẹp đó, gốc rất chất lượng ha. Những cái gốc tàn cành lá bự như vậy thì các bạn yên tâm, tại chung giám bảo đảm các bạn bông rất bự. Bạn tính đi bấm từ hồi Tết, bấm thế này nuôi từ hồi Tết giờ bạn thấy không? Nó rất mạnh luôn nên cái mai cũng rất khỏe mạnh. Anh em cứ chăm sóc rất vậy nè, anh em gốc không? Đó. Gốc rất đẹp ha. Nhỏ thôi chứ nó có vỏ bạn. Nè, trên đây ha. Rồi cây này là cây V53 ha. Rồi tới cây V54 có cái lỗi nha. Rồi cây nào có lỗi chúng nói rồi. Đây cái lỗi chỗ này là do không biết lý do tại sao, nhưng nó nằm ở ngoài hoặc nó không có vô tới trong ha.
đó, một cái lỗi y dạng cái liễu ha, anh em về chét keo vô làm liễu cũng được. Ở trên đây thì đây, trên đây có cái lỗi đây đó, thì anh em theo nó. Còn dưới đây thì nói chung là cái cây gốc, nhìn cái gốc rất là ấn tượng, cái tàn rất đẹp luôn, mà nó có cái lỗi vậy thì giá 400 cũng không có mắc mặt, cũng nói chung là rất rẻ ha. Rồi chúng sẽ đo thông số cây này luôn. Cây này thì hoành được 12 năm ạ, 12 năm ha. Còn chiều cao của em này thì rất khủng, em hơi cao. Em này chiều cao tới 50 năm ạ. Rồi. Rồi đây là cây V54 ha. Đây, anh em thấy chiều cao chiều ngang tàn nè. Đó nhìn lá anh em thấy không? Rất mướt, tàn cành chi đều ha. Đó. Cây này thì mình để trong Tết thì thôi, nó nở bông thì thôi, không còn gì để bàn cãi nữa. Đặc biệt là cái gốc nó đẹp à. Gốc nó hơi lỗi sơ nhưng điều nó rất đẹp ha. Đó ha. Nó rất đẹp gốc luôn. Đó, nhìn gốc ok ha. Đó nhìn tàn lá thì mình lấy lá nào lấy nấy cho bá luôn. Lá này thường buồn buồn mình cũng chán được, nó đang ra cái đầu thứ hai bạn. Anh em mình đừng quên xịt sâu ha, những cái lá nâu này thì sâu nó rất mê rồi, nên thường xịt xịt đó. Rồi tới cây V55, một cái cây siêu lùng lực luôn. Nói chung là cũng hơi lùng lực. Đó, cái hình rễ. Cái này thì nó có cái lỗ ở chỗ này nha bạn, nè bạn, lỗ này ha. Đó, lỗ này nó cũng là nằm ngoài bạn, nó không có vô tới trong. Cũng nằm ở ngoài vỏ thôi. Đây. Nó nằm ngoài vỏ thôi. À, chung chưa chắc keo không hoàn toàn cũng để nguyên hết, không làm gì hết. Còn ở trên đây bạn thấy không lỗi ha. Đang kéo gần liền luôn, cốt luôn rồi. Đó thì một cái cây gốc nó cũng hơi lạ. Chúng sẽ làm chung để ý nguyên cho các bạn. Anh em mình về xử lý là tàn cành thì tròn mà. Cây nói chung là cái lô này cây nào tàn cành cũng đẹp hết á. Cây này thì hoành được 12 bạn. Rồi chiều cao nó được 38 ha. Đó, cây này là cây V55 ha. Anh em xem, dàn tàn ha, dàn tàn chi đều. Đọt non thì đang ra cái đọt thứ hai thì anh em mình về tới nhà và đây con mưa 10 ngày sau nó sẽ được hai tắc nữa là nó sẽ bự thôi. Đó, còn cái này thì đã ra đứng rồi thì nó sẽ ra thêm nữa. Bên đây cũng đang đứng lại nè. Đây trồng mai thì anh em cứ từ từ ha, nó đứng là vậy thì nó sẽ nhổ lên. Đó, anh em thấy nó nhú nè. Nó đứng là trong vòng một tháng nó sẽ ra một lần. Đây nó nhổ lên ha. Nó một tháng ra một lần, anh em đừng có nôn nóng nha. Cứ từ từ thôi, chậm rãi nó ra. Anh em mình bón phân nhiều quá thì nó cũng không tốt, nên anh em nên bón phân ít mà nhiều lần thì nó sẽ tốt hơn là một lần nhiều phân ha. Rồi cây đây là cây V55 ha. Đào đọt non đang ra rất mạnh luôn. Rồi tới cây V56 ạ. V56 cũng là cây có lỗi sơ ha. Có lỗi ta. Đây, có cái lỗi là hai lỗi đây mà. Có hai lỗi đây nè. Trung bích lên, còn như đây là hoàn toàn không lỗi ha. Đó, nhìn cũng nói chung nhìn cũng rất ok rồi. Mỗi cây y như cái con rồng ha. Y con rồng đang nằm đây. Đó, nhìn cũng đẹp ha. Nhìn wow, không còn gì chỗ nào chơi ha. Rồi chúng sẽ đo cái thông số cây này luôn. Một con rồng. Cây này thì chúng quấn tới ba cộng kẽm, chúng đo luôn ba luôn ba cộng kẽm nha. Cây này chúng đo ba luôn ba cộng kẽm là nó 12 năm rồi bạn. 12 năm ha. Có thấy đâu cả. Để dở lên bạn xem. Đó, 12 năm ha. Rồi chiều cao của em này thì được 47 ha. Rồi một con rồng giò cẳn đầy đủ các bạn. Nhìn cũng rất đẹp ha. Đó, anh em thấy không? Nè, nhìn chỗ này là khơi mê rồi. Đó. Em thấy không? Cái này là không phải lỗi nha nè. Đó. Cái cục gì lồi ra thôi. Bừng cái trời mưa rinh chậu nặng một chết. Rinh chậu nói hết nổi luôn. Rồi cây này là cây V56 bạn. Dặn cành tàn thì tròn ha. Lá thì sung mướt, cây hoàn toàn. Nói chung là trong 15 cây này của chung là cây nào cũng rất tình trạng đang rất sung rất mạnh hết, không có cây nào yếu hết. Rồi cây này là cây V56 ha. Rồi tới cây V57 bạn. Đây V57 một cái cây hình thú, cây hoàn toàn không lỗi ha. Cái gốc nhìn nè bạn, nhìn gốc nè. Đó, nhìn gốc rất đẹp ha. Gốc không còn gì chơi hết. Chết mẹ này có cái lỗ. Có cái lỗ đây bạn. Quên xin lỗi. Có cái lỗ đây. Nhưng đều đang kéo liền mà. Cái lỗ nó lạ con cái là nó mọc cái cành ở trong cái lỗ luôn. À, cái đó chung cũng mới thấy luôn. Đây như cái con gì đây ngồi đang ngồi bạn, nhìn cũng đẹp ha. Này gốc này mà thấy gốc nè. Rồi, trên này cái lỗ nè bạn, cái lỗ có coi cây mọc vô luôn ha. Đó, cái cây mai mọc vô luôn như trong cái lỗ. Nhìn cũng rất lạ ha. Biết đâu đó là một cái tác phẩm nghệ thuật đặc quyền các bạn. Cây mai mà có cái lỗ mà nó mọc luôn cái nhành trong cái lỗ ra thì đó, nếu mình chăm được cái đó là một cái tác phẩm độc quyền luôn. Không ai có hàng. Cây này thì hoành được gần 13 12 7 ha. Rồi, chiều cao của em này thì được 43 ha. Rồi cây này là cây V57 bạn. Đây, tàn cành ha. Lá thì cây này những cái mai của chung thì các bạn thấy rồi, lá rất bự và đang ra đầu non rất mạnh luôn. Anh em cứ yên tâm ha. Hoàn toàn khỏe mạnh. Và cây này là cây V57 ha. Rồi tới cây V58 ạ. Đây V58 ha. V58 thì hoàn toàn không lỗi ha. Gốc đang kéo đỏ đây. V58 ha. Anh em thấy không? Rồi đây. Yeah. Nhìn rất đẹp ha. Đó, bộ ghép này đang kéo đỏ, đang kéo rất đỏ luôn. Rồi cái này cây V58 ạ.
Cây này thì siêu lùng, nó là dạng lùng lực. Cây này thì quanh được 10 khoảng rưỡi mà, 10 rưỡi ha. Còn chiều cao của em nó thì rất siêu lùng lực, là chiều cao chỉ có 29 thôi. Đây, một cây siêu lùng lực ha. Rồi cây này là cây V58 ha. Đó thấy siêu lùng lực ha. Cành tàn chi đều à, chi tròn hết ha, đều chi hết rồi. Đó, bên đây nó ló cái thân ra nhìn cũng rất đẹp ha. Đó, anh em về chỉ cần để về chơi thôi, không cần phải làm nhé. Rồi cái này cái V58. Rồi tới cái V59 là một cái em nhỏ nhỏ bạn, nhưng chân dài ha. Bởi vì con bò hoàn toàn không lỗi ha, trên đây đang kéo rất đỏ bạn. Để hoàn toàn không lỗi ha. Đó, một em chân dài nè. Em này hơi dài, dài tới nách luôn. Ở đây mình nói chung là đây hai cái giò bạn, cho nên cũng cuốn, nói chung là lạ thôi, cây cũng siêu lùng ha. Nhìn cũng hơi là lạ. Cây này nhìn thì cũng hơi. Cây này thì hoành chúng tôi sơ sơ là được 12 bạn. Rồi đo xéo xéo ha. Chỉ tại cái này nó gọt, cái này nó gọt mà, nó gọt mặt bằng khó đo. Thì tạm thời là nó 12 đi ha. Đo là đo tạm thời bạn. Còn chiều cao của em này thì được 32 ha. Rồi 12 32. Đây cây này cây V59 ha. Đó một cái cây siêu lùng lực luôn. Em vừa dò cao siêu lùng. Cái này thì mình bỏ vô cái chậu nhỏ nhỏ mình để trên bàn thì ok, nói chung nhìn nó cũng rất lạ bạn. Nhìn nó cũng đẹp ha. Tàn cành thì tròn. Anh em mình chơi cái này chúng đang dựng đọt lên nữa, anh em bên đây tàn ra đều nó là ok rồi, không còn gì để chơi. Rồi cái này cây V59 ha. Rồi tới cây cuối cùng là cây V60. Đây. Đó V60 thì cái gốc cũng không lỗi bạn. Nhìn cũng rất đẹp ha. Ở gốc nhìn ở dưới còn chôn ở dưới rất nhiều. Ở nhìn gốc thì rải rum tùm lum lá hết, không biết cái kia bằng cái con gì luôn. Đó, nhìn rất đẹp ha, không biết cái con gì bằng cái con gì luôn. Dàn lá của mai chung thì bạn thấy là dàn lá nè. Đó dàn lá này, lá non ra cỡ này nè bạn. Một bàn tay chung để vô thì ok. Để chung kéo thước đo sơ cho anh em xem luôn. Đó. 17 phân mặt tính được 17 phân từ cái cuốn lá ra được 17 phân rưỡi. Đây nè. 17 rưỡi ha. Đây. Vậy đo khó thấy ha. Được 17 rưỡi. Nói chung cái lá rất bự bạn. Lá gần 20 luôn cũng ok. Chiều quanh nó được 11 bạn. Cây này thì tàn cành tròn ok hết ha. Đọt non nó đang ra rất nhiều luôn. Lá thì rất bự luôn. Cây này thì chiều cao em được 33 bạn. Rồi cây này là cây V60 là cây cuối cùng ha. Rồi đây. Đó ha. Dàn lá thì khủng ha. Rồi Trung cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Trung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một clip sau. Trung sẽ làm những cây mai nói chung là giá mai đẹp, giá rẻ cho anh em mình siêu tầm, anh em mình tập chơi, anh em mình có cây mai để trưng Tết. Dòng thứ mình chăm sóc cây mai được tới Tết có bông thì mình đem vô mình trưng đó. Cái cảm giác là cái năm đó là mình làm ăn rất, nói chung là rất hiệu quả bạn. Nó ok, nó nhìn nó rất là chất lượng. Hơn là cái mai mình mua ở chợ bạn. Nên anh em mình cứ tập chăm thử ha, giá rẻ anh em mình chăm thôi. Rồi lô này là Trung sẽ làm 400.000 một cây ha. Tiền ship thì 70.000 là nó sẽ toàn quá khách luôn. Nói chung ở đâu một cây cũng vậy. Anh em mình lấy 2 cây thì nó sẽ 80.000, mà 4 cây thì nó sẽ 120. Là toàn quốc chỉ có một giá đó thôi bạn. Anh em mình cứ yên tâm tiền ship ha. Tiền ship bên Trung đã được giảm 50% rồi. Anh em mình cứ yên tâm đi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Anh em mình cố gắng lấy 2 cây thì sẽ 880.000 ha. Hoặc là 870.000 thì anh em mình sẽ rất có lợi cho anh em rất nhiều. Rồi cảm ơn anh em nha.